Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Tiểu Văn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy làm kem nha các bạn. Máy làm kem bằng Coca-Cola. Đây, hiện tại thì đang là mùa hè rồi, nhiệt độ khá là nóng nên hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy làm lạnh Coca-Cola nhá, thành đá luôn cho nó thành kem luôn cho các bạn. Đó, nhiệt độ của nó chỉ vừa đủ để đông đá để còn sột sột để mình xúc mình ăn thôi chứ không phải là đông cứng thành đá luôn nha các bạn. Thực ra đây là một cái máy làm lạnh nước, thì ở trước thì mình cũng có một cái phiên bản làm máy làm lạnh rồi, sử dụng tản nhiệt nước, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ sử dụng tản nhiệt khí nha các bạn. Ở đây thì mình có một cái bộ tản nhiệt khí V12 12 ống đồng nha các bạn. Đó, hôm nay thì mình sẽ sử dụng tản nhiệt cho hai con sò nóng lạnh nha các bạn. Đây, sò nóng lạnh đâu rồi? Đây các bạn, ở đây thì mình có sẵn hai con sò nóng lạnh rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp thêm một con sò nóng lạnh nữa các bạn. Ở đây là bóc túi thêm một con sò nóng lạnh nữa các bạn. Đây. Đây là con sò nóng lạnh 12715 nha các bạn, 12715. Đấy, hôm nay thì mình chơi hai con thôi. Đây các bạn. Chuẩn luôn nha. Đây là hàng mới này, còn hai cái này là hàng cũ này. Đó, khi mà cấp điện vào đây thì nó sẽ một bên mặt nóng và một bên mặt lạnh. Và đặc biệt của cái sò này là phải tản nhiệt hết cái nóng ở bên mặt nóng thì cái mặt lạnh nó mới lạnh được nha các bạn. Nếu mà các bạn không tản nhiệt đủ cho cái mặt nóng này thì cái mặt lạnh này nó sẽ không có được lạnh. Đấy, nhiều bạn bảo sao cái này chống nước, không nhúng luôn vào trong nước rồi cho nó tản nhiệt nước. Cái mặt nóng thì nước nó sẽ là mát, còn cái mặt lạnh thì nó là mát nước. Đấy các bạn, thả luôn vào trong nước. Đó, cái ý tưởng này là một số bạn hay comment, nhưng mà thực ra thì không được, các bạn phải tản nhiệt cho cái mặt nóng này rồi cái mặt lạnh này nó mới lạnh nha các bạn. Đó, nhúng cả cái này vào nước là nước nó nóng luôn chứ nước nó không có lạnh nha các bạn. Đây các bạn, đây chính là cái bộ tản nhiệt khí mà mình sử dụng trong ngày hôm nay, V12 12 ống đồng nha các bạn. Tản nhiệt ba cái fan này thổi lên 12 ống đồng này là mát cái cục này. Cái này chính là cái tản nhiệt cho CPU này. Bộ này tản nhiệt cho CPU thì cũng khá là tốt, nhiệt độ khá là mát này. Và tiếp theo là mình có chuẩn bị thêm một cái bộ nguồn các bạn. Bộ nguồn này là bộ nguồn máy tính này. Đó. Toàn lôi của máy tính sang thôi. Ở đây thì mình thêm một cái nữa là cái mạch kiểm soát nhiệt độ này. Cái này thì chắc là mình giới thiệu qua với các bạn thôi. Cái này là cái nếu mà sử dụng lâu dài thì nên có một cái mạch này. Cái mạch này là cái mạch kiểm soát nhiệt độ, giúp cho cái nhiệt độ của cái bộ tản nhiệt này nó không phải làm việc quá tải các bạn. Lúc nào có đủ nhiệt độ cần thiết là nó sẽ tự ngắt bằng cái mạch này các bạn. Mạch này thì cũng khá là rẻ ở trên Shopee các bạn. Hình như là mình mua với giá là 60-70 nghìn, là 20 cái này. À, hai cái chứ, 70 nghìn hai cái này các bạn nhá, mạch kiểm soát nhiệt độ. Tức là nó sẽ kiểm soát được cái nhiệt độ mà khi mà mình cài đặt đến một cái nhiệt độ ví dụ như là âm 5 độ C là nó sẽ tự ngắt, là cái mạch này nó thì cái đồng hồ đây nó hiển thị đến âm 5 độ C phát là nó sẽ cắt mạch đây, cắt bằng cái giờ le này để cho điện nó không vào cái sò và không vào cái quạt tản nhiệt nữa, là nó sẽ được nghỉ. Nhưng mà sử dụng lâu dài thì mình cần thôi. Hôm nay thì mình test test thôi xem là nó có chạy được không, thì chắc là không cần tới cái mạch này nha các bạn. Đó, xem là nó đông được Coca-Cola không đã. Đây, trước hết thì mình sẽ thử test một cái sò đi, test cái sò này mới này đi. Đấy, xong thì tí nữa thì mình làm một cái máy làm đông làm kem Coca-Cola thì mình sẽ sử dụng hai cái sò này, tại vì cái khay này nó cũng khá là to để được hai cái. Các bạn có thể chơi tản nhiệt nước này, nhưng mà tản nhiệt nước thì nó cầu kỳ hơn rất là nhiều, nó cần phải có một cái test nước để nó làm mát hai cái sò này, rồi là cần một cái bộ phận tản nhiệt nước nữa. Đấy, chơi cái này thì nó đơn giản hơn. Đây các bạn, hai cái sò là cũng gần kín cái khay này rồi. Đó, nhiệt độ của nó có thể xuống là âm hai mấy độ C đây các bạn. Rất là lạnh. Đó, hôm nay thì mình sử dụng cái bộ nguồn của máy tính này. Đấy, nó khỏe hơn cái nguồn tổ ong rất là nhiều. Trước thì mình có sử dụng cái nguồn tổ ong, mà nguồn tổ ong thì nó chỉ có bảy mấy watt thôi các bạn. Bảy mấy watt thôi. Nguồn này nó tầm mấy trăm watt lên. Đây các bạn. Mình sẽ kiếm cái chân nguồn của CPU. Ở đây thì nó có rất là nhiều dây này, rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều chân này, nhưng mà nó chỉ có duy nhất một cái chân màu xanh lá thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ câu cái dây màu xanh lá này với cái dây màu đen, bất kỳ dây màu đen nào cũng được, để cho nó cái nguồn này nó chạy nhá, không là mình không cắm vào là nó không chạy đâu. Đấy, phải câu cái chân màu xanh lá này đấy với bất kỳ cái chân mát nào, chân màu đen nào nó mới chạy nha các bạn. Mười hai vô nha các bạn. Vậy là nguồn đã hoạt động rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn và cho nó chạy nha các bạn. Test thử một con sò nha. Đây.
Ok các bạn, và hiện tại thì mình cũng đã để được vài phút rồi và nhiệt lượng nó đang truyền lên cái miếng nhôm rồi bạn. Nó bắt đầu thấy nó có bắt đầu có hơi nước nó bám bám vào cái miếng nhôm này các bạn. Đây, cái này nó khoảng còn 7 độ các bạn. 7 độ nha. Đấy. Nhưng mà khi mình nhấc cái miếng nhôm này mình đo đây. Nhiệt độ của nó là 0 độ C các bạn. 0 độ C, tản nhiệt bằng cái bộ tản nhiệt này nha các bạn. 6 độ rồi các bạn, 6 7 độ. Nhiệt độ này thì nước nó không đóng băng được các bạn. Vậy là với cái bộ tản nhiệt này, nước này thì mình muốn chế một cái máy làm kem thì nó cũng hơi bị khó khăn một chút. Tại vì là nó không thể đông đá được các bạn. Cái này thì chỉ chế được một cái máy làm lạnh nước thôi nha các bạn. Chỉ chế được một cái máy làm lạnh nước theo cái kiểu tản nhiệt này các bạn. Còn nếu mà muốn là một cái máy làm kem thì phải chơi tản nhiệt nước, nhưng mà phải là nước đá thì nó mới xuống được dưới 0 độ C nha các bạn. Đây thì nó chỉ xuống được khoảng 6-7 độ thôi, 3 độ. Đấy, để càng lâu thì nó lạnh càng ấy. Nhưng mà không biết là cái bộ tản nhiệt này nó có ok không. Đấy các bạn, mình đang định chơi hai sò nhưng mà chắc là với cái bộ tản nhiệt này chỉ chơi được một sò rồi các bạn. Đấy, một sò mà nó đã là 30 độ rồi. Nếu mà hơn 30 độ nữa thì nó sẽ không đủ để tản nhiệt cho cái con sò này nha các bạn. Thì cái sò này nó sẽ rất là nóng. Đây các bạn, nó chỉ được từ 3 tới 6 độ C thôi. Nói chung là chỉ đủ gọi là làm máy làm lạnh nước thôi nha các bạn, chứ không đủ để đông đá đâu. Đó các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử đổ nước vào nhé các bạn, xem nó lạnh được không. Đây, mình sờ thì nó cũng khá là mát. Nhiệt độ của nó tầm 14 độ C nha các bạn. 11 độ C là chỉ đủ làm mát nước thôi, không đủ đông đá đâu. Chơi làm máy làm kem thì chắc chắn là phải sử dụng tản nhiệt nước rồi. Tản nhiệt nước này, cái tản nhiệt này nó không có hiệu quả các bạn. Nó đã gì đâu, bạn nghe cái tiếng là thấy phê rồi. Xì. Thực sự là uống không lạnh nó không ngon một tí nào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổ đây để làm lạnh nó nhá. Nó đông đá được thì nó sẽ ngon hơn. Rồi các bạn, nó đang sủi đấy. Đó các bạn, ở dưới này thì nó bắt đầu có những cái hạt nước này các bạn. Khá là lạnh đấy. Nếu mà tản nhiệt tốt hơn thì nó có thể đóng băng được nước ở dưới khe này cơ. Nhưng mà cái bộ này thì nó chỉ đủ để nó hoạt động gọi là mức ổn định trung bình thôi. Còn nếu mà ép hiệu suất cao hơn thì phải có tản nhiệt nước nha bạn. Phải có tản nhiệt nước thì mới ok được. Tản nhiệt này chỉ ở chạy ở mức trung bình thôi. Mình sẽ cho nó thẳng xuống dưới luôn. Đấy, cho nó nấu thẳng luôn nha các bạn. Ok các bạn, vậy là mình đã để được tầm khoảng 10 phút rồi. Đấy, thời gian đấy thì mình có thể là xuống dưới kia nấu được gói mì tôm ăn rồi này các bạn. Đấy, vẫn phải ngồi đây đợi xem cái máy này nó hoạt động như thế nào đấy các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm soát nhiệt độ cho nó nhá. Ở đây. Ở dưới cái phần bộ phận làm lạnh V12 này thì là 28 độ C. Cái phần trên này thì ở bên mặt ngoài đang là 14 độ C nha các bạn. 14 độ C với cái này. Đấy. Thì nó không có xuống được dưới 0 độ C các bạn. Nhiệt độ 0 độ C thì nó mới đóng băng được mà. Thì cái này nó được 14 độ C. Đấy. Thì đây là cái bộ phận tản nhiệt của máy tính các bạn. Tản nhiệt cho CPU thì nó chỉ tản nhiệt như vậy thôi, nó không thể tản nhiệt xuống thấp hơn được. Đấy, nhiệt độ này thì CPU nó mới hoạt động ổn định được. Thì video sau thì mình có thể là sử dụng cái bộ tản nhiệt nước đá nhá.
Nếu mà các bạn nào thích chủ đề này thì có thể like và comment cho mình để mình biết ha. Thì video sau thì mình có thể chế một cái máy gọi là bộ tản nhiệt nước đá cho các bạn xem, để còn làm lạnh, làm đông đá cái Coca-Cola này nha các bạn. Đấy, nếu mà các bạn bảo mình chơi bộ tản nhiệt nước nhưng mà thêm cái bộ cứ tầm như thế này đó, thì nhiệt độ nước nó cũng chỉ 27 độ thôi các bạn. Đấy, hiện tại thì cái bộ tản nhiệt nước của mình nó đang báo là 27 độ C này, nó không thể xuống dưới được. Đấy, mặc dù là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái quạt nó thổi vào, nhưng mà nhiệt độ nước nó chỉ được tầm khoảng 27 độ thôi, nó không thể nào thấp hơn được. Đó, nên là cần phải có thêm đá thì nhiệt độ nước nó mới xuống thấp được, và cái sò nóng lạnh này thì nó mới hoạt động được hết công suất cho các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thưởng thức cái món mà mình đã nấu tầm khoảng 10 phút rồi nha các bạn. Thưởng thức này, đến giờ thưởng thức này. Ôi mát thế, sướng thế nhỉ, đang mùa hè các bạn. Đang mùa hè mà được cầm cái này đúng là sướng. Nó lạnh kiểu như lạnh khô các bạn, nó không có ướt ướt như cổ đá đâu. Lạnh lạnh kiểu lạnh buốt đấy, nhưng mà không ướt. Đây các bạn. Wow, 2 độ các bạn. Sau khoảng 10 phút thì nhiệt độ nó là 2 độ C rồi. Để lâu nó cũng đọng đá không ta? Hai độ một độ nha các bạn, có chỗ không độ. Đây các bạn, 1 độ C, nhiệt độ này là cũng gần đóng băng rồi. Bây giờ mình sẽ thử thưởng thức cái món Coca-Cola không độ nha các bạn. Đây đúng là Coca-Cola không độ nha, nhưng mà chưa đủ độ để đóng băng đâu các bạn. Đây đó, nước nó thì vẫn hơi lỏng các bạn, thử thử thưởng thức xem là nó sẽ như thế nào nha. Đúng là không độ các bạn, nó cũng đá đá đấy, nhưng mà không đá các bạn, được một tí à. Ôi uống đến đâu nó mát đến đấy các bạn, nước kiểu nước nó lạnh uống chảy đến đâu là biết đến đấy rồi các bạn. Đó, đó các bạn, có lẽ là video này để đến đây thôi, gọi là test cho các bạn. Mình đang định chế một cái máy làm là kem Coca-Cola, nhưng mà này thì nó chỉ đủ làm mát thôi. Nhiệt độ nó xuống thấp nhất là tầm 0 đến 1 độ C thì nhiệt độ nó cũng chưa đủ để đóng băng Coca-Cola. Đó, nếu mà các bạn đã thích chủ đề này thì có thể like và comment cho mình, để còn video sau thì mình có thể tiếp tục chế một cái bộ tản nhiệt nước để còn làm đóng băng Coca-Cola nhé. Đó, còn nếu mà không thì mình sẽ chuyển sang chủ đề khác. Ok, mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye.